chia các bạn nha. Cái đám bao que xỏ lá nó bị khùng khùng bị điên sao? Mỹ là hệt Trung Quốc. Mỹ đâu phải là thiên đường đâu. Thiên đường hay không thì cũng tùy cuộc sống của mỗi người thôi. Chứ không phải ai đến Mỹ là lên được thiên đàng. Ở Mỹ cũng có những con đường mà gọi là đường đất. Các bạn thấy mặc dù đời sống của người dân họ cũng có ở xung quanh, nhưng mà đâu phải chính phủ lúc nào, chính quyền địa phương lúc nào họ cũng xây lộ lên đâu. Các bạn thấy không, những con đường đất như vậy này. Đây, rồi tại vì những cái khu này người ta cất nhà lên, họ đường họ phải tự làm lấy, chứ không có chính phủ nào mà bây giờ dân ở chính phủ phải cất nhà rồi chính phủ phải làm đường cho mình đi chứ. Những con đường mà chính phủ họ làm á, chính quyền địa phương họ làm á, là mình phải đóng tiền thuế vô trong đó. Tiền thuế nó gọi là tiền mà tiền nhà mình đóng cao lên, tiền thuế nhà ở Mỹ nó cao đó. Nhất là ở bên tiểu bang Texas, các bạn thấy có những cái khu mà như vậy, người ta vẫn có sống ở đường đất, nhưng đường vậy là dân họ phải tự làm hết rồi, chính phủ không có đụng vô. Cho đến khi nào mà tất cả nguyên một cái khu vực như vậy đó mà họ sống á, các bạn biết á, họ sống á mà họ đồng tình với nhau, họ chịu đóng thuế cho chính phủ rồi họ mới đi cái con đường này. Các bạn biết là họ phải giao cái con đường lại cho chính phủ để chính phủ đóng thuế, thì có chính quyền địa phương, chính phủ đây tôi nói là chính quyền địa phương nha. Tại Mỹ nó có hai cái chính quyền, một cái chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang. Các bạn thấy đó, khi mà thì nó phải giao lại cho chính quyền địa phương đó, thì nó lấy thế, có lấy thế lên thì nó mới sửa, nó mới làm đường cho mình đi. Nó lấy thế vậy thì nó phải tăng cái tiền thuế nhà. Thế các bạn thấy những khu nhà như vậy, những con đường đất vẫn còn, họ vẫn sống trong những con đường đất, chứ đâu phải là giống như Việt Nam có nhiều cái thành phần mà bao que chống cộng. Các bạn thấy tụi nó sống những vùng sâu vùng xa, nhiều khi những người dân họ tự sống họ tự túc như vậy thì nó đem nó đổ lỗi ở tại cộng sản không lo cho dân. Ở Mỹ nó là một cái đất nước gọi là dân chủ, và nó sống theo những cái gì nó cảm thấy đúng và nó thích. Và mà nếu mà nó muốn chính quyền mà nhúng tay vô thì nó phải bị lệ thuộc vào pháp luật. Đây các bạn thấy những cái khu như vậy, nhà cửa cũng cất lên nhưng mà đường đất lốm chốm sàn gầu lắm, chi giống như sàn ngựa đi vậy đó, nó nhảy cà tân cà đồng vậy đó. Các bạn thấy nó nhảy, cho nên đâu phải cái thành phần mà chống cộng, nó nghĩ Mỹ nó là một cái nghiệp Trung Quốc, nó là một cái đất nước không giống ai hết trơn á. Nó là đất nước một cái thằng mà gọi là trên thế giới này nó không tả nổi sự giống ai hết. Các bạn thấy không, chỉ có một những cái khu đó chính phủ nó đâu có xây lộ đâu, mà ở ngoài đây thì chính phủ nó xây lộ thì đó, thì người ta phải đóng thế và phải chịu đóng thế cao lên. Nó là như vậy thôi, cái xã hội của nó mà, cái đất nước của nó là như vậy, chứ đâu phải như cái thành phần mà bao que xỏ lá chống cộng rồi lên mạng rồi ô mày đừng ở Mỹ, đừng về Việt Nam mở đi. Cái chuyện người ta ở đâu đó là quyền của người ta. Nếu mà không đến nước Mỹ thì làm sao biết nước Mỹ? Các bạn thấy xã hội nó muôn màu muôn mặt, những cái khu phố, những cái khu nhà như vậy, những người như ở đây đó là họ phải đóng thuế nhà rất là cao. Các bạn biết tiền thuế ở Mỹ, tiền thuế đất đó, nó đóng vào cho trường học. Bây giờ có nhiều chỗ mà các bạn thấy những cái khu trường học mà nó mọc lên đó là nó cũng đòi hỏi đủ cái số dân cư và số nhà để đặng mà chính phủ địa phương đó, nó lấy thuế nó mới xây trường học lên. Chứ không phải là trường học có chỗ nào có nhà là nó phải xây trường học cho dân đâu, không phải như vậy. Nó đòi hỏi dân số bao nhiêu, nó đủ những cái chi phí của nó rồi nó mới xây trường học. Các bạn thấy không, chỉ khác nhau chút vậy thôi. Một bên kia đó thì đường đất, còn bên đây thì đường trắng nhựa. Đấy, những con đường này là chính phủ nó chính quyền địa phương nó gọi là nó bảo gì hết. Đấy, những khu nhà như vậy, các bạn thấy có những khu nhà rất là chán, những khu mà người ta sống đâu qua đó, đó là những khu vực của các bạn vô á là phải đóng tiền lệ phí, đóng tiền phí hàng tháng. Tiền homeowner association, những cái tiền đó mình phải đóng vào trong đó để làm mà cái tụi đó nó bảo trì những cái khu vực giống như ở Việt Nam trong khu phố Mỹ Hưng vậy đó, nói chung là giống như vậy vậy đó. Đấy,
các bạn thấy. Còn bắt đầu qua bên những khu mà sống mà không có lệ thuộc vào những cái khu cộng đồng á, thì mình không có đóng những cái thẻn đó, và tự mình phải chăm sóc cái khu vực của mình. Chứ đâu phải là ở Mỹ, sang Mỹ là cái gì cũng gọi là phải nhờ Mỹ thì tôi mới sang đây sống như thế này nọ đâu. Ở Mỹ là nói chung những người mà người ta có tài sản rồi, người ta nên làm, người ta làm rất là dễ dàng, phải làm nó cũng nên làm thế phải mới có được như vậy. Chứ không phải qua Mỹ là được ơn của Mỹ, chỉ có thành phần qua Mỹ ăn bám vào xã hội Mỹ, ăn bám vào phúc lợi của Mỹ thì họ trông chờ vào những phúc lợi đó, họ cảm thấy họ mang ơn cái nước Mỹ, cái chính phủ Mỹ. Còn những người như tôi hay một số những người Việt khác, họ bỏ tiền qua Mỹ, họ làm ăn và họ sinh sống, họ phải đứng trên đôi chân của họ, họ phải làm. Khi mà bạn có tài sản rồi đó, phải làm dữ lắm. Nó có cái hay cái khi mà người ta mà làm mà bắt đầu có tiền, cái bắt đầu nó tìm cách, nó tìm cách nó khuyến mãi được cho người ta. Đường mà hoành tráng như vậy là phải đóng thế mới có được, chứ đâu phải tự nhiên có đâu. Trường hợp của phố phố cái gì cũng phải trả cái giá đó. Mà ở Mỹ có một cái khu vực như là người giàu mới ra người giàu, cái khu người dân cũng có người nghèo mới ra người nghèo, lao động đó. Và thấy tôi chỉ quay một con đường mà nó có hai phần và một cái khu nhà, hồi nãy tôi quay các bạn đã thấy sự khác biệt. Bây giờ qua cái khu bên này là những khu này là gọi là dân cư, họ sống nhà cửa các bạn nhìn thấy nó rất là tạm nhạc. Họ sống những cái loại nhà gọi là nhà móng bồ hôn, nhà di động, và những cái loại nhà men như phép nhiều hơn, loại nhà nó cất bằng cây đó. Nhưng mà nó cất rẻ lắm, chở tới rồi bắt đầu cái nó cái chỉ dựng xuống thôi. Đây là những cái khu mà gọi là khu dân trung lưu. Đây các bạn thấy, đây là những cái khu vực gọi là khu vực dân trung lưu này. Nhà cửa, đời sống, nhà cửa của họ khác những cái khu mà những cái dân mà nó có tiền nó sống, nó khác rất là nhiều. Nhà của nó cũng lụp xụp hơn, và những cái vùng địa phương của nó cũng vậy nữa, nó không phải giống như ở những cái khu khác. Mỹ nó nói chung là xã hội của nó đa dạng lắm, nó rất là đa dạng, nó đủ mọi thành phần hết. Cho nên những thành phần mà chống cộng bao que xổ lá mà qua Mỹ rồi cái tôn sùng nước Mỹ, ngồi đó đội thằng Mỹ trên đầu, thằng Mỹ nó cũng chẳng có thích ai mà ca ngợi nó cả. Tại vì nó là quốc gia của nó đã là như vậy rồi, cái đất nước của nó đã là như vậy rồi, nó không có cần ai phải ngồi đó mà ca ngợi nó ngồi đó mà đội nó trên đầu cả. Những thành phần đó nó khinh, giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan vậy. Không làm gì mà nó sợ, mỗi lần mà tôi quay hay nói về nước Mỹ nó sợ thấy mẹ nó, nó sợ thấy bà nội cha nó luôn. Cái đó là xã hội thực tế thôi, người dân trong nước họ biết được thì cũng hay thôi. Người ta biết được đó là điều hay, và họ nếu mà họ có đến được đất Mỹ đi thì họ cũng chuẩn bị được một cái tinh thần, người ta chuẩn bị được cái tinh thần để khi người ta không bỡ ngỡ. Không bỡ ngỡ, đất Mỹ nó là một cái xứ gọi là đa dạng mà, đâu phải là ai cũng đến Mỹ là lên được thiên đàng đâu. Các bạn thấy không, đời sống nó có vùng có khu hết à, nó không phải như ở Việt Nam đó. Cái khu dân trung lưu thì nó sống ra theo cái khu dân trung lưu, còn cái khu dân giàu thì nó sống theo cái khu dân giàu. Các bạn thấy chỉ cách nhau một vách tường thôi, tôi nói các bạn chỉ cách nhau một vách tường thôi. Cái khu bên này là dân gọi là dân trung lưu, người ta sống như vậy, nhà cửa người ta gọi là nhà nó ghép lại, dán nó ghép lại, nó đóng sẵn rồi, nó chỉ về nó để xuống đất vậy thôi đó. Mà chỉ cách nhau một vách tường bằng một con lộ thôi, các bạn thấy đây, cách nhau một vách tường bằng con lộ thôi. Đây cái là những cái loại nhà gọi là manufactured home. Đây bây giờ tôi quay qua bên đây thôi, các bạn thấy đây, chỉ bên đây một cách nhau một vách tường thôi. Khu nhà bên đây là khu nhà gọi là dân khá giả này, nó bao bọc lại những cái nơi này, nó xây tường lại hết, tại vì nó có cái khu gọi là riêng biệt của nó, giống như khu phố Mỹ Hưng Việt Nam vậy đó, các bạn biết đó.
nó riêng biệt ra hết. Thấy không? Đây là những cái khu, nó có cái khu nhà của nó, nhà cửa của nó rất là lớn. Và vô nhà, vô khu của nó là phải có cổng rào, có mã số để bấm vô. Chứ không phải không tự nhiên muốn vô là vô, muốn đi ra đi ra. Mình mỗi cái nhà gì đó họ có cái mã số, cái cổng để đi vô đi ra. Các bạn thấy cái khu bên này là cái khu dân mà gọi là dân khá giả, gọi là dân khá giả không? Nhà của họ rất là lớn, nhà của họ cả mẫu đất trở lên thôi. Còn dân khu bên này chỉ có cách nhau với tường. Cái khu này các bạn thấy nhìn nó rất là đơn sơ, mộc mạc và đơn giản. Người ta sống nó riêng biệt ra hết à. Ở Mỹ á, giàu nghèo nó đều có rõ ràng hết. Chứ không phải Việt Nam sống lộn xộn sàn ngầu lại tùm lum hết. Con giàu ra con giàu, con nghèo ra con nghèo. Như cái dân mà tạp nhạp mà chống cộng ở bên Mỹ vậy, nó có cái khu của nó. Cái khu nó ngay trong, ngay cả cái khu mà biết ở Sài Gòn, ở bên Việt Nam, trong cái cộng đồng mà chống cộng Việt Nam bao que bên đó cũng vậy. Họ sống cũng có những người Việt họ không có thích. Họ đi ra ngoài, họ không thích sống trong một cái cộng đồng tạp nhạp như vậy. Họ đi ra ngoài, họ đi qua những cái vùng khác họ sống. Sống trong đó nó mang tiếng cái người Việt trong đó. Nói chung là cái cộng đồng của người Việt mà càng đông lên nó càng phức tạp dã man lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tại cái đất Mỹ mà các bạn biết rồi, luật pháp của nó, cái cộng đồng của mình thì mình vô đó mình chui đó mình làm gì mình làm, muốn sống nghe những cái trò ma quái của mình thôi. Còn nếu mà mình sống theo luật pháp Mỹ thì nó khác. Đấy, Mỹ nó nói chung là cái sắc dân sắc tộc nào, bản sắc dân văn hóa thì mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác hết. Nó không có đụng vào, mà khi nào có chuyện mà đụng cái pháp luật của nó thì nó mới xuống, là cảnh sát rồi xuống nó giải quyết cho mình vậy thôi. Cái xứ Mỹ nó là như vậy thôi. Nói chung mà đâu phải qua Mỹ ngồi đó cái cổng Mỹ trên đầu luôn. Thằng Mỹ nó muốn cái người mà sống ở xứ nó là phải đứng trên đôi chân. Nó đưa cái di dân vào trong đất Mỹ đúng vậy, mục đích là để khai thác cái đất nước của nó, để làm những cái công việc mà đất nước của những người dân bản xứ hay những người khác mà họ không có đủ cái nhân lực để làm. Cho nên cái mục đích di dân của nó là để đưa những cái dân bản xứ vào để gọi là phát triển cái đất nước của nó. Tại sao có những quốc gia họ nhận di dân mà có những quốc gia họ không nhận di dân? Mỹ đất đai của nó rất là rộng lớn, tại vì nó cái Bắc Mỹ này nó rất là lớn, nó cướp từ tay thằng da đỏ mà, chứ nó rất là rộng mênh mông luôn. Cái đất nước một cái tiểu bang mà Texas thôi, Cali thôi là nó muốn bự bằng Việt Nam rồi. Các bạn thấy nó đất đai của nó lớn lắm, cho nên dân số của nó cũng 300 mấy triệu thôi. Thì đời sống ở đâu cũng phải làm. Ở Việt Nam cũng có những người ta có cơ hội, người ta vẫn vươn lên được. Ngày hôm nay cũng có những người trong nước, người ta có những cơ hội, người ta đi ra nước ngoài để rằng người ta phát huy cái sự hiểu biết, người ta đi tìm cơ hội. Thì hàng Mỹ và những cái quốc gia khác nó cũng như vậy thôi, chứ đâu phải hở ra cái đi về Việt Nam sống đi hay là thế này thế nọ. Cái đó là ý điệp tu bịch, nó hoàn toàn một cái lập luận rất là ngu xuẩn của cái đám mà chống cộng bao que xỏ lại. Các bạn thấy không, cái khu nhà bên này nó đã khác nha, trời, cổng rào đâu qua đó hết, nhà rất là lớn, giàu nghèo nó phân biệt rất rõ ràng. Ở Mỹ đó, cái vấn đề mà giàu nghèo nó rõ ràng lắm, nó không có giống như Việt Nam nó lộn xộn tùm lum trong đó, nhiều khi thật hay thật giả mình cũng không biết nữa. Đấy, các bạn thấy không, những cái khu mà người ta giàu có người ta sống đó, cổng người ta có cổng rào hết, đi vô đi ra là phải bấm cửa mở, nó có những cái mã số để bấm đi vào rồi đi ra, chứ đâu phải là muốn làm gì làm đâu. Nói chung thì Mỹ nó là một cái quốc gia đa dạng,